chúng ta học sang cái bài số 2. Thực chất đây là cái bài đầu tiên nhé của cái phần kiến thức của chúng ta. Chủ đề của cái lớp học này là cấu trúc dữ liệu và thuật toán trên Python. Nhưng mà chúng ta có hai cái, chúng ta luôn xuất phát từ cái cấu trúc dữ liệu nhé, cấu trúc dữ liệu. Chúng ta chú ý cấu trúc dữ liệu nhé. Và đi với nó phải có cái thuật toán. Tôi sẽ viết là như này. Thuật toán thì khác mà chúng ta cần làm hơn nữa là chúng ta sẽ viết ở trên Python. Thì như vậy là chúng ta sẽ trong suốt cả cái lớp học này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu các cái loại cấu trúc dữ liệu khác nhau. Thì chúng ta lại viết chúng ta đơn khi bất cứ học một ngữ lập trình nào ấy mà trong trình của chúng ta đấy cấp 3 đấy hiện nay đấy thì lớp 10 lớp 11 là chúng ta học cái cấu trúc dữ liệu ban đầu đơn giản nhất là cái cấu trúc mảng. Cấu trúc mảng anh gọi là array đấy. Thì ở đây có thể coi như là một cấu trúc mà đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, và nó gần như là vì nó cấu trúc này nó thường là có sẵn ở trong tất cả các ngôn ngữ lập trình, cho nên là gần như là người ta coi đó là một cấu trúc hiển nhiên mà người ta không như không gọi là người ta gọi như là mảng, như là các kiểu dữ liệu khác thôi, như là kiểu như là sâu ký tự mảng thì làm các cấu trúc dữ liệu là hiển nhiên dễ hiểu. Cho nên là chúng ta sẽ với cấu trúc mảng chúng ta biết rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải học sang các cấu trúc khác. Trong cái chương trình của chúng ta là chúng ta học sang cấu trúc khác. Thì một trong cấu trúc đầu tiên mà chúng ta học chính là cấu trúc là sách liên kết nhé, link list nhé, link list thì anh nhé, nó là tiếng Việt là danh sách liên kết nhé, danh sách liên kết. Chúng ta chú ý nhấn mạnh cái từ liên kết nhé. Đấy, chứ trong danh sách không thôi thì có thể nó nhầm lẫn với list ở trong Python, mà trong Python list thì nó lại chính là mảng. Cho nên chúng ta viết là danh sách không thôi thì nó sẽ bị lẫn với khái niệm mảng. Đây chúng ta phải chú ý là danh sách liên kết, đấy nó khác biệt nhé. Thì cái mô hình sách liên kết nó làm cái mô hình một cấu trúc dữ liệu mà theo tôi hiểu là nó đơn giản nhất. Tuy nhiên ý, mặc dù đơn giản thôi nhưng mà nó không dễ, bởi vì khi mô tả sách liên kết ấy, chúng ta bắt buộc phải dùng cái cấu trúc là liên kết mà trong ngôn ngữ cũ ấy, Pascal hay C thì bắt buộc phải dùng con trỏ. Cho nên là đối với nhiều sinh viên, đối với nhiều học sinh ấy, thì người ta không coi cái này là dễ mà người ta coi là tương đối khó. Tuy nhiên ở trong Python ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất đơn giản, vì chúng ta đã biết sẽ biết là trong Python thì là mọi thứ đều là con trỏ hết, cho nên nó hòa lẫn con trỏ với khái niệm biến bình thường, cho nên là trong Python mọi thứ được hiểu một cách đơn giản hơn, dễ hiểu hơn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thế như vậy sách kết nó khác gì so với mảng hay so với sách bình thường, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây, khi mà tôi mô tả cái một cái khi nói về cấu trúc mảng ấy, hay là một cái danh sách, nôm na mảng chỉ là một cái danh sách gồm các phân tử liền nhau nhé, liền nhau. Ở trong mô hình mảng theo đúng nghĩa định nghĩa mà trong các mô hình ngôn ngữ lập trình như là Pascal hay C, thì thậm chí những cái ô này nó thậm chí nó phải nằm ở liền nhau, cạnh nhau trong bộ nhớ. Nhưng mà đối với cái niệm mảng trong Python thì nó có thể là không cần nằm cạnh nhau trong bộ nhớ, nhưng mà chúng ta nó hiểu nó là một cái dãy các cái phần tử, có thể là số, có thể là string, có thể là bất cứ gì khác nhé, có thể là tập hợp vân vân. Đó, đó là một tập hợp thì nó liền nhau. Nhưng mà cái đặc thù của mảng rất quan trọng là nó có khái niệm là chỉ số. Như đây là 0 1 2 3 4 5 6, và với bất kỳ từ đây là a nhé, thì với bất kỳ một chỉ số nào đó với k bất kỳ, chúng ta có thể truy cập vào, chúng ta lấy ra giá trị k của phần của cái dãy hay của cái mảng a.
mà cái việc lấy ra này, lấy ra hay là cập nhật vào, chúng ta có thể lấy ra, chúng ta có thể lấy ra, lấy ra, hoặc chúng ta cập nhật, cập nhật là chúng ta viết là AK như này bằng giá trị C nào đó. Thì cả hai cái thác này này, đây là gọi truy cập mà ngẫu nhiên, đây là cập nhật theo chỉ số, thì cả hai cái này ở trong định nghĩa về mảng đều phải có cái thời gian rất là nhanh, nó phải là 0,1. Thế là cái thời gian chúng ta cập nhật một phần tử, chúng ta cập một, chúng ta cứ truy cập từ một cái dãy, từ một cái danh sách theo chỉ số, thì thời gian mà lấy ra một phần tử theo chỉ số là 0,1, là hằng số. Thời gian cập nhật một phần tử theo một chỉ số nó phải là 0, nó phải là O1 hết, O lớn 1 hết. Thì đó là cái đặc trưng của mảng. Thế thì chúng ta bỏ cái đoạn mảng, chúng ta sẽ quay lại khái niệm là gì? Quay lại khái niệm là gì? Là danh sách liên kết là cái gì? Nó là như này đây. Thì chúng ta sẽ thử nó luôn. Danh sách liên kết là gì? Nó cũng là một cái danh sách. Đấy. Mà dùng từ dãy không chỉ là một danh sách các cái số. Ví dụ như là 2, này, 2, 3, 15, 7, 0. Như thế nhé. Danh sách. Và chúng có liên kết với nhau. Đấy, từ cái này nó liên kết sang cái sau, nó có khái niệm là liên kết. Liên kết như này. Đó. Và chúng ta có thể chỉ đi lần lượt từ 2 sang 3, sang 15, sang 7, sang 1. Chúng ta không thể truy cập trực tiếp vào một phần tử ở đây một cách là thật nhanh, không thể. Chúng ta không thể nhé. Không thể truy cập mà không thể lấy ra, không thể lấy và không thể cập nhật giá trị này một cách là nhanh chóng bằng các cái thời gian là O1 được, mà chúng ta phải thông qua các cái liên kết này, các liên kết này, đó, liên kết này. Thì đây là cái mô hình, một cái mô hình gọi chung là, nó dùng từ chung là danh sách liên kết nhé. Thì như vậy là danh sách liên kết là một cái mô hình có chút dữ liệu, và nó theo nghĩa đó là nó yếu hơn so với khái niệm mảng. Trên cái mảng nó không nhanh bằng này. Nó không nhanh bằng, mà nó không cần thiết phải có nhiều các thao tác cập nhật từng phần tử, từng chỉ số và lấy ra truy cập ngẫu nhiên từ một cái chỉ số bất kỳ với thời gian là tức thời, nó không cần như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể truy cập một cái tuần tự từ đầu đến cuối. Thì nó như vậy là danh sách kết so với mảng là nó không linh hoạt bằng, thời gian nó không nhanh bằng cái mảng. Tuy nhiên ngược lại, nó có một cái ngược lại là gì, là nó đỡ tốn bộ nhớ hơn. Chúng ta cần bao nhiêu phần tử, chúng ta cần bấy nhiêu cái bộ nhớ thôi, mà rồi tất rồi nó có nhiều những cái tính chất khác chúng ta sẽ học ở sau này. Dùng sách liên kết chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nữa, và sau các bạn thấy ở trong phần sau sang cái phần mô tả cấu trúc cây ý. Cấu trúc cây chúng ta lại dùng lại cái cấu trúc nút liên kết này, và thấy là nó dùng dữ liệu cây chúng ta lại không thể dùng mảng được. Dùng mảng và mô tả cây nó rất là chậm, rất là tồi, thì chúng ta phải dùng cái mô hình cái nút liên kết này. Thì cái nút liên kết này người ta có dùng một từ là cái nút liên kết nhé, nút liên kết cũng được, nút liên kết, được chưa? Thì nhìn một cái này là một cái nút. Đấy, một cái này là một cái nút nhé. Đấy. Hay là tiếng Anh là một cái nốt. Như vậy là gì? Một sách liên kết là làm một cái dãy các cái nốt, một cái sách các cái nốt mà chúng có liên kết với nhau, Đấy, thì bây giờ đó là cái mô hình chung của sách liên kết. Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể nhé. Bây giờ thì chúng ta đi vào cụ thể, thì nó có rất nhiều cái mô hình về cấu trúc dữ liệu chúng ta có thể định nghĩa để tạo ra cấu trúc này. Tuy nhiên chúng ta sẽ xem làm quen một vài cái chính thôi nhé. Này, tôi vào đây nhé. Và tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cấu trúc danh sách, tôi viết nhanh như này nhé. Danh sách tôi viết nhanh như này, LK nhé, đơn giản nhất. Thì như sau này, thì là như sau, thì bây giờ mỗi một cái nút như vậy thì tôi sẽ chia làm hai cái ô. Cái ô đầu tiên là cái ô sẽ như vậy là một dãy các cái nút như này. Tôi chỉ làm hai cái ô, còn nó nhiều hơn nhé.
thì mỗi cái nút như vậy được chia làm hai ô. Thì cái ô đầu tiên là ô chứa các cái thông tin hay dữ liệu của cái nút đó, thì tôi sẽ dùng chung cái từ là key nhé, là khóa. Thật ra để dùng cái từ key là để một cái từ khóa key để cho dễ thôi, còn thực tế có thể cái key này nó còn thay thế là cả là rất nhiều thông tin nữa chứ không phải chỉ có key. Thì ví dụ như là mình ra sách cho học sinh trong lớp chẳng hạn, thì cái key này có thể nó bao gồm cả là họ tên này, ngày tháng năm sinh này, nam hay là nữ này, quê quán, rất nhiều thứ. Nhưng mà để khi mô tả về mô hình ấy, chúng ta cho tiện lợi chúng ta chỉ mô tả về một tham số là key thôi. Hiểu được cái khóa, đây là khóa của cái các cái nút như vậy, khóa nhé, đây là key này. Đây là key này. Rồi tiếp theo, để có được cái liên kết từ nút này sang nút kia, chúng ta phải có thêm một cái thủ tính thứ hai nữa, tôi sẽ kêu tên là next. Chỉ để làm gì? Next này chỉ là một con, theo đúng nghĩa là một con trỏ, nó sẽ trỏ sang cái phần tử tiếp theo đó. Cái next này nó chỉ là một con trỏ theo cái ngôn ngữ của cái theo mô hình ngữ lập trình C là Pascal. Thì cái deck này nó là một con trỏ. Nhưng mà trong Python thì không cần, ta không hiểu là một con trỏ, ta hiểu nó là một cái biến hay là một cái thuộc tính thôi. Nhưng chúng ta coi cái này là một cấu trúc dữ liệu mới, đúng không? Nhưng cái này nó là một class. Đấy, class. Thì khi đó thì cái key là một thuộc tính và next là một thuộc tính thứ hai. Key này là cái thuộc tính để mô tả các cái dữ liệu, hay là một cái bộ dữ liệu của một cái nốt này. Đây là một cái nốt nhé, mô tả cái class là một cái nốt nhé. Đó. Còn next này là cái biến để mà trỏ sang cái phần tử, cái nốt tiếp theo. Vì ở trong Python thì mọi cái biến đều là biến con trỏ hết, cho nên thì dễ hiểu. Khi tôi biết là x thì bằng 12 thì nó chính là gì? Mà là một cái đối tượng trong bộ nhớ có cái giá trị là 12 và x là con trỏ, là cái tên con trỏ trỏ vào đây. Nhưng mà cái next là cái tên, là cái tên rồi để trỏ vào cái đối tượng tiếp theo này. Được chưa? Đó, thì như vậy đây là mô hình giải nhất. Và mô hình này người ta sẽ gọi nó là mô hình gì? Là mô hình là danh sách liên kết đơn nhé. Danh sách liên kết đơn hiểu thì nghĩa là nó có đúng một con trỏ như này thôi, nó là đơn. Thì tiếng Anh nó là single linked list. Một số sách tiếng Anh nó viết thêm cái chữ, nó thay chữ le bằng là singly cũng được nhé. Tôi hay dùng từ single chúng tôi như này nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta quay lại, bây giờ chúng ta định nghĩ lại nhé. Như vậy là cái trong các mô hình danh kết thì mô hình danh kết đơn là mô hình là đơn giản nhất. Thì tôi về lại nhé. Như vậy là mô hình danh kết đơn nó là như sau. Mô hình danh sách liên kết đơn nhé. Và tôi kêu của nó là tự nhanh là SLL nhé, single linked list, kiểu nhanh như này nhé. Thì như sau này, nó gồm có là một dãy các cái nút, cái nút nhé, nút như này. Đây. Nó có thể có một hay là nhiều nhé. Chúng ta học ngay bây giờ, học ngay những cái lệnh để chúng ta bổ sung các nút này vào nhé. Thì một cái nút như vậy nó có hai cái nó là một đối tượng dữ liệu gồm có hai cái thuộc tính. Thuộc tính đầu là key, thuộc tính thứ hai là next nhé. Thì key là thông thường thực tế chúng ta dùng chúng ta qua key là một cái số thôi, như là 3 đấy. Còn đây là con làm con trỏ vào phần tử tiếp theo. Đây là next, đây là key, nhé. Là 10 chẳng hạn, trỏ vào con trỏ tiếp theo nhé. Đây là 12, trỏ vào con trỏ tiếp theo, 3, 4. Thì cái phần tử cuối cùng rồi này, nó không trỏ vào đâu cả, còn nó trỏ vào null, nó trỏ vào none nhé. Đấy. Trong khi mà tôi mô tả thực tế thì tôi dùng cái từ là none là cái từ khóa riêng cho Python rồi, còn tương đương với nó là ở trong Pascal người ta gọi là nin thì phải. Đấy. ở trong C gọi là nun, tôi dùng thì toàn tôi lẫn lộn nhé, dùng nin cũng được mà nun cũng được mà none cũng được nhé, không quan trọng, nhưng mà là
kiểu kiểu này cũng nó sẽ trỏ vào, không trỏ vào đâu cả thì nó trỏ vào năn, nó trỏ vào nu, được chưa? Đó thì như vậy là một dãy các cái này nó là chỉ là một cái SLL, một cái danh sách liên kết đơn, có thể các bạn chú ý nhé. Vậy đây là, nhưng mà đây là tấm hình đơn giản nhất của danh sách liên kết. Như vậy đó là một dãy các cái đối tượng dữ liệu, là các cái nốt, cái mỗi cái này nó gọi là một cái nốt nhé, nốt nốt cửa dữ liệu nốt, được chưa? Thế bây giờ mà khi mà để mà chúng ta có thể tính toán làm việc với một cái dãy liên kết này thì cần gì nữa nè? Rất cần bây giờ vì không biết cái nốt này, đây là nốt, đây cũng là nốt này, đây cũng là nốt, không biết cái nốt nào là cái nốt đầu tiên, không biết. Cho nên là để mô tả một cái danh sách liên kết đơn, chúng ta cần thêm một cái biến nữa. Cái biến này để trỏ nó vào cái nốt đầu tiên. Đó, cho nên ngoài chúng ta cần một cái biến nữa, cái biến này dùng để trỏ nó vào cái nốt đầu tiên. Đấy, quan trọng. Thì cái nốt đầu tiên này, cái biến này người ta thường người ta mô tả cái đầu hết. Đấy. Trong một số sách thì nó có thể dùng một từ là từ first cũng được, first là cái đầu tiên cũng được, không sao nhé. Mà tôi hay dùng cái từ hết này trong các sách, trong sách tham khảo quốc tế này, hay dùng từ hết này hơn nhé. Đó, như vậy là để mô tả một cái cấu trúc gọi là SLL hoàn chỉnh, chúng ta cần hai cái bộ. Thứ nhất, một cái SLL là cần hai cái. Một là cái cấu trúc nốt. Cấu trúc nốt là cái nút ấy. Nốt này nó sẽ bao gồm có hai cái tham số, một là tham số là key và hai tham số thứ hai là next, dùng để chỉ sang cái ô cái nút tiếp theo. Và cái thứ hai là một cái phần tử hết, là một cái thuộc tính hết, hay là một con trỏ để chỉ ra cái vị trí đầu tiên. Thì cái thứ hai này tôi gọi đó chính là cái cấu trúc, gọi đó chính là cái cấu trúc SLL. Nó có một cái thuộc tính thôi là hết. Đó, các thầy cô chú ý nhé. Đấy, như vậy là tới đây tôi thấy nó khá đơn giản rồi. Và bây giờ chúng ta có thể tạo ra một cấu trúc như vậy, và sau đó dựa trên cái bộ cấu trúc này chúng ta sẽ thiết kế những cái hàm, những cái chính nhé, việc tôi mô tả. Như vậy là bây giờ tôi mô tả lại chính xác này, mô tả trên Python chúng ta mô tả cấu trúc SLL, những cấu trúc sẽ liên kết đơn. Thì chúng ta cũng phải có hai cái cấu trúc, hay là hai cái lớp. Lớp một là cái lớp đầu tiên là cái lớp là gọi là class node nhé. Cái node này thì nó chỉ có hai cái tôi kiểu đây vị là cái def nhé. Đây là cái hàm để mà tạo ra cái đó nhé, init này. Cell nhé. Cái hàm cái này nó sẽ có hai cái tôi kiểu phẩy và key nhé, tôi tạo ra key này nhé, đây hai chấm nhé. Thì đây là gì, đây là cell chấm key bằng key nhé. Khi mà khi tạo nốt thì tôi bắt buộc phải có cái tham số là key, là cái giá trị, cái khóa của cái nốt đó. Và cái thứ hai là cái con trỏ chỉ sang cái phần tử tiếp theo là next, thì mặc định của nó sẽ là năm. Khi tôi tạo ra một cái đây là cái lớp thứ nhất nhé. Cái lớp thứ hai là cái lớp gì là SLL như này nhé. Đó. Và chúng ta sẽ định nghĩa một cái init như thế này và xem thì nó chỉ có thế này thôi nhé, xem như thế này thôi. Và chúng ta sẽ định nghĩa gì, nó chỉ có một tham số thôi, chính là cái biến này, cái con trỏ để chỉ vào cái phần tử đầu tiên. Cái này cái nhé, mặc định thì mình khi mà nó là năn thì cái như vậy là đối với cái SLL mà cái hết của nó bằng năn, chứ toàn là nó là một cái danh sách rỗng. Còn nếu mà không rỗng thì là nó phải chỉ vào cái phần tử đầu tiên, được chưa? Đó, thì đây chính là cái mô tả là cái cấu trúc của cùng cái SLL. Thì bây giờ tôi sẽ làm luôn, làm thử luôn nhé. Đây tôi tạo ra một cái để tôi mô tả ngay trên cái này luôn nhé, lập trình luôn, tôi sẽ lưu luôn trên này nhé. Đây tôi sẽ mô tả, đây tôi viết cho hay một tí cho các thầy cô chú ý nhé.
Đây là mô tả cái cấu trúc này. Đây, viết lên. Mô tả cấu trúc danh sách nhé. Liên kết đơn 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 nhé. Đơn SL. Tôi làm một chút chậm cho chúng ta quan chúng ta có thể đó nhé. Thì tôi sẽ có hai, nó có hai cái class node này. Tôi viết lại lần nữa cho nên yên tâm chúng ta thấy nhé. Dev này. Init này. Cái này luôn luôn phải có cái khóa kèm theo này, cái đây, cái khóa của nó. Mà thông thường thực tế chúng ta dùng khóa này thường là các số nguyên thôi, đúng không nhá? Còn thực tế con ta cho tôi có thể làm bất kỳ, chúng ta có thể làm bất kỳ một có thể là swing, có thể gì tùy chúng ta nhé, nhưng mà để cho đơn giản thôi một ta nhé. Nhưng mà nó chỉ có là khi tôi tạo ra một cái nốt đấy hoặc là một nút đấy, này đây là cái một nốt này, hoặc là một cái nút đấy, cái nút đấy thì mục đích của nó là cái con trỏ đất này, nó chỉ sang là rỗng, nó chỉ sang là năn, như vậy nó không có phần tử nào tiếp theo. Và cái thứ hai đây, class nhé, SLL, chúng ta có một cái hàm thôi, init nhé. Init này, self, và đây là chúng ta nó có một cái tham biến là hết thôi, mà mặc định của nó sẽ là năng, được chưa nhé. Như vậy đây chúng ta chú ý này, đây tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi đây là phần chính này, đây là test này, test case này. Ví dụ chúng ta tạo ra cái biến L này bằng SLL như này. Thế đây chính là gì? Đây chính là chính lệnh là tạo ra một cái danh sách liên kết đơn rỗng là kiểu là L. Tôi thử tiếp tục print xem nhé. Tôi print thử cái print L cho nó ra cái gì, các bạn thử nhé. Đây, tôi vừa chạy thử cho nó ra cái gì. Chạy thử nhé, nó ra cái gì. Nó ra cái này, nó in ra một cái tên, cái object là làm cái object thuộc kiểu là SL nằm tại cái bộ nhớ này, nó chỉ ghi thế. Đây là cái cách chúng nó ghi lại thôi. Bây giờ tôi làm sau này tôi các bạn có thể chỉnh sửa lại cho nó viết lại cái tên này nhé. Đấy. Thế bây giờ như sau này, thế bây giờ nhé, bây giờ đây là, nhưng mà đây là ban đầu như này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thiết lập một số những cái hàm chính để chúng ta, như vậy cái lệnh này là cái lệnh tạo ra một cái rỗng. Thì bây giờ như sau, để chúng ta cùng nhau thiết lập một số những cái hàm ban đầu để chúng ta có hình dung được cái mô hình nhé. Đây thì tôi sẽ quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập một số những cái hàm. Chúng ta thiết lập một số cái hàm, một số cái hàm mô tả, mô tả thao tác chính, một số đấy nhé, chúng ta tìm hiểu sau nhé. Ví dụ như tạo một cái SCL sẽ liên kết rỗng, chúng ta biết rồi. Đó là lệnh là L bằng là SLL rỗng này, đây là tạo sẽ liên kết rỗng, được chưa? Bây giờ cái thứ hai, để chúng ta cái lệnh thứ hai là chúng ta có thể làm là chúng ta sẽ bổ sung hay là chèn bổ sung một cái nút nhé. Đấy. Vào đầu của danh sách, L có làm được không? Đấy. Đây là câu hỏi nhé. Một cái câu hỏi khác, chúng ta có thể làm sao, chúng ta có thể tính được cái số lượng các phần tử của danh sách L không, hay là tính cái chiều dài viết chương trình để tính cái chiều dài, hay là cái hàm len.
chứ cái hàm len đấy, hàm len của cái L có tính được không? Đấy, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ 1, 2, 3, câu hỏi thứ 4 là bây giờ chúng ta sẽ bổ sung rồi. Bây giờ tiếp theo là có thao tác xóa nhé. Xóa câu hai không? Xóa một cái nút đầu tiên của L. Tất nhiên là nếu L rỗng, nếu L là khác rỗng, con rỗng thì sao chúng ta xóa được? Đấy. Chúng ta cùng nhau là bây giờ chúng ta cùng nhau làm luôn cái bài này nhé. Chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích và chúng ta sẽ làm luôn cái này, làm luôn. Mà chúng ta viết nó, tất cả những cái hàm này đều có thể viết dưới hai dạng. Một dạng là những cái hàm gọi là những cái function trên cái đối tượng là L. Hai là viết dưới dạng là các cái phương thức nằm ở trong cái đặt trong ngay trong cái lớp SELL, tức là cái lớp mô tả cái danh sách cái đơn ấy. Thì tất cả những cái hàm để có thể viết bằng hạn bằng hai dạng thì tôi sẽ viết cho tôi viết dưới dạng là các cái hàm bình thường đấy thì dễ hiểu. Sau đó chúng ta sẽ làm thử sang cái dạng là mô tả bằng phương thức. Thì sau này các thầy cô về nhà các thầy cô sẽ phải làm tất cả những bài tập ở trong cái phần này đều phải viết dưới hai dạng. Một dạng là viết trên như là một cái hàm mà chúng ta đã quen, và cái thứ hai là viết dưới dạng cái phương thức, cái method. Thì sau này chúng ta sẽ rất thành thạo vừa method vừa phương thức mà lại vừa hàm nhé. Rồi chúng ta cùng nhau viết. Bây giờ tôi viết luôn, bây giờ để tôi mô tả, bây giờ tôi mô tả cái ý tưởng của những cái hàm này đã. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bị tuột xuống à. Để đợi tôi một chút, tôi bị sao đây. Đây nó bị tuột xuống. Rồi nhé. Bây giờ chúng ta đây. Bây giờ tôi sẽ mô tả ý tưởng nhé. Ý tưởng sau chúng ta sẽ viết luôn. Thực ra nó cũng đây là những cái hàm rất đơn giản thôi, nó không hẳn quá khó. Thì vì sao nó còn khó hơn những ý tưởng. Tôi làm cái hàm nữa thành ý tưởng của các cái hàm, các cái thao tác trên các cái hàm trên. Đây, tôi mô tả. Thì ý tưởng này tôi sẽ mô tả dưới cái dạng gì? Tôi mô tả dưới dạng là các cái gọi là các cái pseudo code thuật toán này, chứ không mô tả chi tiết. Sau đó chúng ta sẽ sang cái chương trình này. Đây này, chúng ta sẽ viết ngay trên này. Mà trên này mấy cái bài đầu tiên tôi sẽ viết luôn ở hai dạng, vừa dưới dạng là hàm số, vừa dưới cái dạng là phương thức luôn để chúng ta hình dung nhé. Đây là một số những bài đầu tiên đơn giản nhất thì như vậy. Còn sau này tôi sẽ viết, chúng ta sẽ làm theo một loại thôi. Còn các thầy cô sẽ về nhà sẽ làm tiếp nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả ngay bây giờ. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái thao tác đầu tiên là thao tác nha. Trước khi vào cái này thì thôi được, trước khi mô tả cái này thì tôi sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ thử thao tác bằng tay thôi đã nhé. Trước khi mà chúng ta làm cái tập này, tôi làm bằng tay thì anh dùng những biệt, tôi làm bằng tay như sau này. Tôi sẽ copy cái này, mô tả cái nốt này nhé. Đây, tôi copy cái này và tôi mô tả trên màn hình Excel, màn hình tương tác của Python, mô tả bằng tay đã nhé. Sau chúng ta sẽ sao đây, tôi vào đây tôi tạo ra cái lớp như thế này đó nhé, được chưa? Đó, như vậy là xong. Đây là mô tả xong cái lớp là cái cấu trúc dữ liệu là nốt trên nốt là viết hoa chữ N nhé. Sau đó bây giờ tôi copy sang đây, tôi muốn thao tác bằng tay cho các thầy cô xem đã. Chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn chúng ta là làm chủ cái cách lập trình bằng mô tả bằng các cái hướng đối tượng này nhé. Đây, đây mô tả cái lớp thứ hai là lớp SEL. Cái SEL lần này hay là cái xác định kết này nó mô tả cái đó chính là một cái con trỏ đầu để chỉ vào cái dãy các cái nút thôi, không có nghĩa gì cả đó. Như vậy cái nốt là cái cấu trúc để mô tả một dãy các cái phần tử là các cái nút. Mỗi phần tử là mỗi phần tử là nó có một cái cùng cấu trúc là cấu trúc là nốt. Còn cái khi mô tả một dãy như vậy ta cần cái con trỏ hay là một cái biến hết để trỏ vào đầu cái vị trí đầu tiên của cái dãy đó thì chúng ta phải tạo ra một cái lớp mới, lớp được gọi là SELL, hay tiếng viết nhanh là LL thôi được nhé. Đấy, thì nó có một cái
nó là chính là gì đây, cái chỗ này này, thì nó có một cái biến thôi, biến hết đấy nhé, đó một cái biến, một cái tên để trỏ vào cái ý, đó là trỏ vào cái phần thử đầu tiên của cái sách là SLR này. Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ tạo ra một cái sách rỗng này, L thì biết L bằng là SLR đây, đây chính là một cái em đấy chưa, mà tạo xong thì L đây là một cái em, L đây là một đối tượng mà rỗng nhé. Vì chúng ta để chúng ta thử, chúng ta gọi chúng ta là L thì nó có hết rồi đấy, hết rồi này, hết đi. Thì tôi print cái L hết này ra, nó sẽ là rộng, nó sẽ là, nó sẽ gì, nó sẽ là 5, đó. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ tạo một cái phần thử mới này, tôi làm bằng tay nhé. Tôi viết là x thì tôi tạo ra một cái nốt mới này, nốt, đấy, 3. Thì như vậy, đây là tạo ra cái nút là x thì có kiểu dữ liệu là nốt, và cái khóa của nó là 3, được chưa, 3. Thế bây giờ tôi sẽ như vậy là x là cái nút rời rạc, tôi gắn x vào cái dãy, vào cái hay là cái L, tôi làm như sau, tôi viết là L chấm hết bằng x, đây chính cái lệnh đầu tiên, được chưa, đó. Thế như vậy với cái bây giờ thì L chúng ta đã có một phần tử là x. Bây giờ tiếp này tôi tạo y vì tôi tạo một biến mới nhé, một cái nốt mới là nó là ra nó khóa nó sẽ là 10, được chưa? Bây giờ tôi muốn gắn x y vào đằng sau của y, đằng sau của x làm thế nào? Là như sau, tôi x gọi next bằng y, đó. Thì như vậy là từ y nó nối x nối sang y, và với cái này, với cái bài này thì như vậy tôi đã vừa làm xong thì tôi đã vừa làm xong mà tôi tạo ra được một cái như sau để tôi vẽ ra cho các con làm bằng tay nhé. Như vậy con nhỏ đâu nhỉ, đây con nhỏ đây. Như vậy là gì, như vậy là tôi đã vừa mới làm như sau, tôi đã vừa mới tạo ra một cái biến hết nhé, là một cái l tôi bằng cái này nhé. Và hết này nó chọn vào cái biến x là biến x gì, x gì của chúng ta là nó có hai cái, đây là số 3, đây là x gì đây. Tôi tạo cái biến thứ hai là biến y, cái nốt thứ hai là nốt y, và nó có cái này là 10, và cái x gì tôi gọi cái đếch tôi chọn vào đây. Đấy. Như vậy tôi vừa mới tạo ra vừa mới tạo xong bằng tay đấy, là một cái linked list, một cái dãy sẽ kết cùng có hai phần tử là x và y, được chưa? Và cái hết để luôn trỏ vào đầu của cái phần tử đầu tiên này, và x chỉ là phần tử 3, y là phần tử thứ x chỉ có khóa 3 và y là khóa 10, được chưa? Thế bây giờ làm thế nào bây giờ để bây giờ rồi thì ví dụ trên đây tôi sẽ tạo ra một cái đóng lại nó bị. Được rồi, thế bây giờ cái thao tác vừa rồi là thao tác làm bằng tay, thế bây giờ tôi mới làm như sau. Bây giờ tôi sẽ viết cho các bạn cái chương trình sau đây. Như vậy bài toán đầu tiên chúng ta làm nhé. Đây, bài toán đầu tiên chúng ta sẽ làm là như sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, bài toán 1 nhé, thao tác 1 này. Bài toán 1 là cho trước là danh sách liên kết đơn nhé, tôi về liên kết đơn L và cái số và cái khóa K. Bây giờ làm sao bài toán thì tạo ra, tôi sẽ tạo ra một cái nút, một cái nút cái khóa là K, tôi chèn nó vào đầu của L. Tôi bài toán như sau, bài toán là chèn cái nút với khóa K vào đầu của L. Đấy, được chưa? Đây là bài toán nhé. Cho trước mà đây, cho trước L đây, L nó gồm có cái hết đây. Hết nó tròn vào một cái một phần tử, hai phần tử, ba phần tử, có đi có nhiều nhé. Đây. Cuối cùng là trả về nôn. Và tôi có một khóa K, tôi sẽ tạo ra một cái nút x có khóa là K đây nhé. Ban đầu tôi tạo ra nút thì cái này nó sẽ là nôn nhé. Đó. Bây giờ phải chèn cái này vào đầu. Thì chèn bằng cách nào? Chèn như sau,
muốn chạy vào đầu thì tôi đây, ta ý xì ở đây, chị tôi ở đây nhé, ý xì đây, ý xì đây, làm như sau này, rất đơn giản thôi. Thì làm như sau, tôi cái neck này, cái neck này, đây là cái neck này, đây là cái neck này, tôi sẽ phải trỏ vào đây này, này xin lỗi, tôi trỏ vào đây này, nó bị đây nhé. Đây nhé, nó bị làm sao nhỉ? Đây nhé, tôi sẽ phải trỏ vào đây. Đấy, tôi sẽ phải trỏ vào đây. Đấy, tôi phải trỏ vào đây. Và bản thân hết này tôi sẽ phải trỏ vào đây. Trỏ vào đây. Đấy, như vậy thì như vậy là đưa cái này lên đầu của cái dãy bằng hai thao tác. Một là X next bằng bằng cái gì? Cái này bằng chính là bằng L hết. Và thứ hai L hết trỏ vào X gì? Đấy, như vậy là cái thao tác về mà thuật toán mà nói thì như sau. Như vậy là cái thao tác là chèn như này thì nó như sau. Đây. Xin lỗi, con lên là lỗi lỗi này. Đây như này đúng không? Đấy. Có chuyện này là nó ấy xử mất rồi rồi. Chán quá. Thôi được. Các bạn sẽ vẽ lại chỗ này là ta phải gắn nó vào đây này. Đấy, được chưa? Ít chỉ là cái này. Rồi thì thao tác là như sau nhé. Như vậy cái lệnh chúng ta là lệnh như này. Cái thao tác này nó gồm có hai, nó gồm có hai thao tác quan trọng. Một thao tác là đặt là X next bằng L hết. Đây chỉ là gì? Đây chỉ là thao tác gì? Là X next trỏ vào chính phần tử đầu tiên. Đầu tiên của L. Tiếp theo là L hết bằng X. L hết đang đã trỏ vào phần tử này thì gọi là Y nhé. Vì nó trỏ vào X. Đó, đây là thao tác. Được chưa? Như vậy cái lệnh đầu tiên mà chúng ta đang làm là lệnh là cái thao toán là cái lệnh lại gọi là insert L và đây là K. Đây là cái hàm để chèn cái khóa K vào đầu của L. Đấy, chèn cái khóa K, nút cái khóa K vào đầu của danh sách L. Chúng ta làm như sau, chúng ta làm hai lệnh. Lệnh thứ nhất là cái lệnh chúng ta làm một bước một đặt x gì là bằng nốt tạo ra bằng nốt có khóa là K mới tinh. Đó. Tiếp theo chúng ta đặt là x gì chấm next bằng L hết. Đó. Tức là x gì cái phần tử cái biến con trỏ next trỏ vào cái vị trí sẽ trỏ vào cái vị trí cái nút đầu tiên là L hết. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt lại là L hết bằng gì? Bằng là x gì? Đây chính là cái đó, đây chính là cái lệnh đầu tiên đấy nhé. Ta hiểu không? Đây là cái lệnh mà tạo ra một cái chèn vào nhé. Đây thì tôi làm từ mô tả sang bên này. Mô tả lại cái này nhé, tôi mô tả sang cái này. Bây giờ tôi sẽ mô tả bằng hàm trước nhé. Bằng hàm đây. Mô tả bằng hàm. Đây cô chú ý nhé. Đây. Tôi mô tả bằng hàm def này. Def này. Insert này. Insert này. Đây là L. Đây là K. Đây. Đây là mô tả hàm nhé. Chèn nút với khóa K vào đầu của danh sách L. Được chưa? Bắt đầu tập cẩn thận thì có thể cô xem. Nó cũng đơn giản thôi nhé. Rồi làm sao chúng ta nhớ lại là chúng ta đã x thì là tạo ra một cái nút mới tinh có khóa là K. Đấy là đây. Cái nốt này chính là gì? Cái nốt này chính là cái được khởi tạo bằng cái nốt này. Đấy, nốt này là cái lớp nốt nhé. Thì khi mà khởi tạo là nốt K thì nó gọi cái hàm init này thì nó tạo ra một cái cell key bằng key. Đấy, và cell next bằng năng. Khi mà tạo ra cái nốt này thì cái khóa x key nó chính là bằng K, còn x next là nó bằng null. Tiếp theo là tôi sẽ phải để tôi chèn nó vào đầu, tôi sẽ phải trỏ x key, tôi sẽ phải trỏ vào cái phần thử đầu tiên chính là L hết. Đấy, được chưa?
và cái được chỏ vào như này, để chị lệnh chỏ vào gán, lệnh gán này chị lệnh chỏ vào x key là tôi như là cái biến key, cái thuộc tính key của cái phần tử x key sẽ chỏ vào cái nút đầu tiên của l, chính là l chấm hết. Các bạn chú ý là cái hết này chính là con chỏ, là cái tên đang chỏ vào cái phần tử đầu tiên đang hiện có của l. Và bước tiếp theo, khi mà chỏ vào rồi thì bước tiếp theo là đổi lại cái l hết này, nên nó sẽ chỏ vào cái x, đây phải l hết, sẽ chỏ vào x. Vậy có thấy ở trong như vậy, ở trong đâu thì không biết, thì ở trong trong Python rất đơn giản thôi, rất đơn giản, nhưng chỉ thế này thôi, đơn giản đấy chưa. Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm như sau nhé. Để tôi làm, bây giờ tôi muốn tạo ra một cái dãy, một cái phần tử đây. Tôi muốn tạo ra một cái sách liên kết gồm có rất nhiều phần tử từ một dãy A cho trước. Tôi tạo biến A này, tôi tạo ra cái A này. A thì bằng 2, 0, 10, 11, 7, 8, 2, 5, 20, 100, đấy, như vậy, đấy là một dãy các phần tử. Sau đó tôi sẽ lấy lượt phần tử từ K của A, tôi gọi cái hàm insert kia, rồi for K in A, mà tôi dùng lại là insert, đó, đây, insert L, đây là K. Đấy, thì sau cái vòng lọc này này, thì tất cả các phần tử K của A đã được chèn vào, tạo ra cái nốt mà chèn vào, tạo thành một cái dãy gồm có là rất nhiều phần tử nhé. Đấy, nhìn rất nhiều phần tử. Và như vậy là, chạy thử xem chúng ta ghi nhé, chạy thử chúng ta cái gì. Chúng ta cái này. Hiện nay tôi không biết được là như vậy là quay phần tử, lần nữa tôi sẽ làm như trình luôn nhé. Bây giờ viết lại cái hàm này, tôi viết lại cái hàm này dưới cái dạng là đây là cái hàm viết dưới dạng là cái hàm nhé. Bây giờ tôi viết lại cái hàm này dưới dạng là một cái phương thức, được không? Để viết vào đây này, viết vào ngay sau cái này nhé. Đây, ngay sau cái này thì khi mô tả một cái lớp thì thông thường cái hàm init là dùng để mô tả, để thiết lập các cái thuộc tính. Những cái hàm tiếp theo sẽ để mô tả các cái phương thức. Phương thức thì đây, tôi mô tả cái phương thức. Thì cái phương thức là như sau, ví dụ như là insert. Thì khi cái mô tả một cái phương thức thì phương thức ở trong các cái lớp ấy thì thực ra phương thức nó có nhiều loại. Nhưng cái phương thức hay dùng nhất là phương thức để làm thử với các cái đối tượng, các cái object của lớp đó. Thì đã phương thức là một đối tượng thì phải có cái từ khóa là self để mô tả chính cái đối tượng đó. Đó, và sau đó là cái k. Như vậy mà để mô tả cái phương thức thì nó chỉ khác cái hàm thì là mô tả là l và k nhé. Còn nó lên phương thức thì nó phải là self k và nó nằm ngay trong cái này, ngay trong cái mô tả lớp này đó. Thì đây là cái hàm này gì? Là chèn cái khóa K, chèn cái nút khóa K vào đầu tiên, vào đầu tiên của cái phương thức self nha. Và thấy chú ý về khi mô tả trong lòng một cái lớp học ấy, một cái lớp đối tượng thì cái hàm init là cái hàm dùng để thiết lập các cái thuộc tính. Còn những hàm khác thông thường, những hàm ngoài cái hàm init ra là những cái hàm dùng là cái hàm để tạo ra các cái phương thức làm việc trên các đối tượng đó nha. Thì hàm này làm như này thôi, ta bắt trước hết cái này thôi, cho thay cái l bằng cell là được thôi. Thì như sau này, ta đặt là x bằng nút k, chúng ta đặt là cell nhé. Đầu tiên là cell là x next bằng self hết, rất quan trọng cái này nhé. Và tiếp theo mới là self hết bằng x. Chính là cái này này, nó cái hàm này này, nó chính là cái hàm này. Đấy, nhưng mà thay cái hết này, thay cái l này, ở chỗ là thay l thì chị nghe dùng nó là chỉ là dùng self đấy, được chưa? Được chưa? Và đây chính là cái đoạn chương trình test để tạo ra. Nhưng mà tôi giờ phút này chúng ta vẫn không biết được rằng là chúng ta vẫn không biết được là cái hàm đó nó có bao nhiêu mà nó có bao nhiêu phần tử, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo. Để chúng ta quay sang chúng ta mô tả tiếp nhé. Thôi, bây giờ tôi làm cái để có ngay. Bây giờ tôi sẽ muốn làm như sau nhé.
Bìa cho trước và một cái sách L rồi. Đây là từ đây vẫn là vào tháng 1 đúng không nào? Tính chiều dài, chèn bổ sung, tính chiều dài, xóa một nút, để muốn thêm một chút nữa ở đây, thế nên thì muốn thêm. Thật ra tôi cũng cần có cái hàm này, tôi chỉ hàm này là hàm đầu tiên luôn, hàm số 5 nhé. Hàm số 5 là tôi muốn là in ra trên màn hình các phần tử của L, tôi muốn hiển thị, hiển thị thật sự các cái danh, các cái khóa, của danh sách L. Được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ làm chèn chúng ta làm rồi đúng không? Xóa làm sau nhé. Chúng ta sẽ làm tiếp tục tiếp theo, chúng ta làm tính chiều dài của cái hàm của cái đếm sẽ là cái phần tử, cái có bao nhiêu phần tử. Rồi chúng ta hiển thị luôn trên màn hình luôn. Đấy, chúng ta làm cái này để làm hạng này ngay bây giờ nhé. Thế cái làm như sau, cứ đơn giản thôi. Tôi mô tả cái em này, tiếp theo tôi mô tả cái em này, thuật toán, ý tưởng của thuật toán, của cái thuật toán là gì. Thuật toán là cho trước nhé, bài toán này, bài toán 2 này. Bài toán 2 là cho trước cho trước L và tính tính chiều dài L. Thì có tính được không? Tính được rất đơn giản thôi, không có gì cả. Đây vì L nó là các cái dãy ở nút này, nút. Đây là cái như thế này, đây cái như thế này. Cái cùng của nó, phần tử cùng là phần tử nó chẵn rồi. Bấm nào ra cái này chả hiểu. Đã được chút nhé. Thỉnh thoảng nó cứ bị như thế. Để tôi một chút. Rồi. Bài đầu tiên làm chậm, sau đây cho các bạn này dễ hiểu, sau cái sau tôi xong nhanh dần nhé, nó sẽ là nôn nhé. Cái này như sau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm, chúng ta sẽ chạy cho một cái bến x gì, chạy từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối của cái xe đi khách này, và chúng ta sẽ đếm khi nào mà nó bằng không, bằng năm thì nó dừng lại thôi. Chúng ta làm như sau nhé. Cái là như sau này, chúng ta đặt cái biến là biến chiều dài, đặt tên là biến là cái biến dùng để tính đi, thực hiệu là STT đi, bằng không này, và chúng ta đặt cái biến x gì là đầu tiên, đặt x gì là cái biến là cái đầu tiên, là cái phần tử đầu tiên này, hết rồi đi mà, hết rồi nhé. X gì là bằng cái này đã, x gì chỉ bằng L hết nhé. Và tôi chạy này, y chừng nào mà x gì mà còn khác năn đấy, đấy khi ta còn có chạy đến cuối là như sau, chúng ta tăng cái STT lên một đơn vị, chúng ta đặt x gì bằng, chuyển sang phần tử tiếp theo là gì, x gì bằng x next, khi nào bằng năn thì x gì bằng năn thì nó sẽ dừng lại, để dừng cùng lọc thôi. Thì để hết rồi thì đây chính là cái ST, chính là cái chiều dài. Đây chúng ta sẽ return là STT. Đó, đây chính là cái hàm, đây chính là cái thuật toán dùng để tính cái chiều dài của cái danh sách L. Bây giờ tôi làm luôn cái sang cái bài tập ba là tôi không tính chiều dài mà tôi sẽ liệt kê ra, tôi in ra trên màn hình, được không? Được. Đây mình. Cái bài tập 3 như sau nhé. Cái bài tập 3 là như sau. Bài tập 3 là cho trước L. Bây giờ làm sao mà tôi tính được, tôi in ra các cái khóa của L trên màn hình. Cái bài này cách làm giống hệt bài trên, chỉ khác một chút thôi, tôi sửa lại một chút nhé. Đây, bài này tôi chứ không cần nghĩa, tôi làm như sau này, bắt chước trên này thôi, làm như sau nhé. Tôi đặt x gì bằng L hết nhé, và y x gì mà còn khác năn đấy thì tôi print x gì kia ra, x gì
và tôi đặt trên chiều ngang n bằng như thế này. Đấy. Và tôi đặt x thì bằng x next. Nó sẽ chạy khi nào mà nó bằng rỗng thì bằng bằng luôn thì nó kết thúc. Đây. Được chưa? Bây giờ tôi đã có hai cái hàm. Mà mình sẽ dùng hai mệnh lệnh để tôi test luôn chương trình của chúng ta nhé. Mình quay ở đây này. Tôi viết hai cái hàm như sau. Đây. Tiếp theo vào đây nhé. Đây là hàm thứ nhất này. Hàm thứ nhất là cái hàm này. Để tôi mô tả luôn để cho hình dung cho các bạn thấy dễ nhé. Đây. Bắt đầu từ đây này. Trên L trên S L L được chưa? Như cho nó đẹp thôi nhé. Rồi. Hàm nhất là hàm này là mà insert tôi làm rồi cho chúng ta làm hàm thứ hai là hàm thứ hai là hàm tính cái length length của L như sau. Tôi viết là đặt STT này bằng 0 đi. Và tôi đặt x thì bằng x thì chỉ ra cái và cái và cái phần tử đầu tiên nhé. Và tôi chạy ở trong y x thì mà khác năn tôi lập tức tôi tăng luôn stt bằng stt cộng 1 và x thì bằng và chuyển y sang phần tử tiếp theo. Đấy, và cuối cùng tôi return STT. Đấy. Đây là hàm thứ hai. Hàm thứ ba làm luôn nhé. Hàm thứ ba tôi ký hiệu là hàm show đi. Show hết rồi. Cũng như vậy. Hàm này tôi không cần thiết ký thì bằng là E là hết đây. Y X khác năng. Rồi tôi khắc ăn tôi mới print được print x key nhé, y là key của nó này, mà tôi viết trên một đường thẳng tôi viết là n bằng và x bằng x key. Đấy. Rất đơn giản thôi đúng không? Đấy. Mình tôi thử nhé, bây giờ dưới này tôi chạy trên dưới này cho các bạn xem cái hàm cái phần test key này tôi làm cho các bạn. Không phải print l nữa mà tôi in ra tôi dùng lại là show l và để tôi biết luôn là print danh sách l có phải length L phần tử. Length L phần tử. Đó. Show là lệnh show nên là cái lệnh mà để hiển thị ra. Còn cái hàm length ở đây, hàm length là hàm tính cái độ dài thôi. Nhìn đây. Đây. Hàm length là hàm này này. Đó, hàm length nhé. Đây. Chạy thử nhé, để cho ta xem này. Nó không hiện ra nhỉ. Bây giờ ta xem tôi xài chỗ nào nhé. Tạm đây lời đây nhé. Show L đây. Đặt L bằng X thì bằng L hết đi nhé. Thầy coi lại cái chỗ chỗ nút các cái thầy nhé. Next là kia nhé. Thầy cứ lẫn lộn đây. Ở dưới đoạn kia nhé. Chỗ này là next. Đây là next nhé. Đấy. Next nó mới ra. Không ra. Một phần tử vẫn bị sai nhé, đợi tôi một chút xem sai chỗ nào nhé.
đợi tôi một chút, tôi xem cái này, tôi xem một chút cái... Các bạn cùng nhau cùng tôi ra kiểm tra xem sao cho nào nhé. Cái thầy x.k hay với x.net có đúng không? X.net x.net. Dạ đúng. Chỗ này là gì? Đúng mà nha. Chỗ này là net đúng không? Chỗ này là key. X.net. X.net khác năng. Mà để tôi một chút nhé, tôi không sao, tôi cứ thức, tôi có xem là bình thường mà. Xem nó có lỗ chỗ nào đó, tôi đang hình dung, biết nó làm chỗ nào. Để tôi mới tẹo đó. Cái này đơn giản mà, không hiểu sao nó lại... Để tôi một chút, tí tẹo đi nha. Sẽ nguyên ra cái này X key nhé. Bây giờ tôi làm thêm một lệnh nữa cho cái xuống dòng này. Để xem nó. Nó có một phần tử. Không chính xác. Nó phải có từ này phần tử mới đúng này. Thì tôi làm xem là tôi xem lại cái lệnh nhà, lệnh chèn nhé. Lệnh insert này xem nó có đúng không nhé. Xem này. Alo. Cái chỗ x.k là x.net bằng là chấm hết theo. Đúng rồi. X.net bằng là chấm hết. Chỗ này đi. Đúng rồi, phải chỗ đó đó. Vâng, x.net. Nó mới trỏ vào cái đầu. Ừ. X.net chỗ này đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, đấy. Là x.next sẽ phải trỏ vào cái và đúng không, trỏ vào l hết rồi đúng không, trỏ ở đây nhé. Nhưng mà tôi biết nhầm lẫn chỗ này đúng không, để tôi kiểm tra này có bị lỗi như thế không nhé. Cái giờ cái insert này ở chỗ này là đúng nhé, có lệnh này bị sai thôi. X.next trỏ vào l hết bằng x, chỗ này bị sai chỗ này.
Rồi, cho nên là đúng rồi, chỗ này thì kiểm tra lại, chạy thử nhé, đúng nhé. Đấy, như vậy là đây này, dây chúng ta chính là 100 này, nó với chúng ta là chèn vào đằng phía trước và 100 là thành phần tử đầu tiên này, 100 này, 20, 5, 8 này, 7, 11 này, 10, 0, 2, đấy, đúng rồi đấy. Và dây sẽ có là 9 phần tử, được chưa? Đó, thì đó là cái, đúng rồi, cũng một tí xoay thì vẫn thành tìm mãi. Được rồi, nhưng mà chúng ta bây giờ tôi quay sang tôi làm tiếp tục như để chúng ta hoàn thiện cái bộ này. Mà tôi sẽ làm thêm để cho thầy cô. Tôi muốn là hoàn thiện cái quy trình này đầu tiên, sau đó thì quy trình sau tôi sẽ làm dễ hơn, tôi sẽ làm nhanh hơn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một lệnh nữa. Là lệnh là gì? Là lệnh là xóa nút đầu tiên của L nhé. Như vậy ta chèn là chúng ta là tính chịu chèn này, bổ sung rồi phải thêm thêm lệnh xóa nữa nhé. Cái xóa như thế nào? Đây, xóa như này đấy, đây nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái lệnh xóa. Bài toán nhé, toán 4 năm đấy nhé, là cho trước này, cho trước danh sách L và xóa viết chương trình, viết cái hàm, xóa đi cái phần tử đầu tiên. Đầu tiên của L này chúng ta làm. Như vậy là nó có một số những cái hàm mà đơn giản nhất có thể nhé, là xóa này, là xóa phần tử đầu tiên này nhé. Thì hàm này thì biết là như sao, hàm này tôi kiểu của nó là cái hàm tôi dùng là delete nhé, delete first. Đấy, đây rồi, cái hàm này đấy. Thì nếu mà nó rỗng rồi thì không xóa nữa, mà tôi kiểm tra thêm if mà L mà hết phần tử tiên, nhưng mà nó khác rỗng cơ nhé, thì nó khác rỗng đấy, tắt nhé, khác rỗng thì chúng ta mới xóa. Cái làm xóa thì xóa như sau này, thì đây là hết nhé, đây là hết này, đây là phần tử đầu tiên này, phần tử thứ hai này, đây là hết nhé, hết tôi trỏ được vào đây này, thì cái này nó khá rộng thì chúng ta sẽ phải trỏ vào đây này, đấy, trỏ vào đây này, thì mới xóa cái này đi được. Đấy. Như vậy là nếu cái này mà là khá rộng nhé, thì chúng ta làm như sau, chúng ta dùng từ là hết này. Nó trỏ vào đâu? Chúng ta trỏ phần tử tiếp theo, trỏ chính được bằng cái này, trỏ chính được vào cái head chấm next. Như vậy nó chỉ có thế này thôi. Đây chính là cái hàm mình có mỗi thế này thôi. Delete first, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta viết lại hai cái hàm này dưới dạng là các cái hàm dưới các cái hàm và phương thức, được chưa? Show đây nhé, lên đây. Thì tôi viết vào ở chỗ này nha. Delete first này, L và như sau, ta kiểm tra if này, if mà L hết này mà khác none này, none nếu mà L hết mà bằng none chứ, tỏ là đó là cái rỗng, cái dãy giữa rỗng, thì thôi chúng ta không phải xóa gì nữa nhé. Thì chúng ta đặt sau là L chấm hit này, L chấm hit nhé, bằng này, L chấm hit này, chấm next. Đó, đây chúng ta sẽ xóa đấy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái hàm sâu rồi nói sau, và chúng ta sẽ viết lại cái hàm len này, hàm len và hàm list first thì chúng ta đưa vào trong kia đây dạng hàm thôi, còn trên này đưa với dưới dạng là các phương thức này, thêm này, delete này, delete first này, xem đó là cái hàm đối tượng của nó là các cái là các đối tượng, chuyện nó vẫn có con từ khóa là self. Ta copy lại phía dưới, chúng ta chỉ việc sửa chữ L thành chữ self được. Tôi copy lên nhé, nhanh như này. Tôi copy cái này lên phía trên này, nhớ nó dễ nhé. Đó.
dùng công kia hàm mà công kia hoàn chỉnh. Về if này thay cái L bằng self. Đấy, là như self rất đơn giản. Self hit khác năm thì chúng ta đặt lại đây là self. Nhưng mà bây giờ tôi kiểm tra lại nhé, tôi cũng nhớ bây giờ kiểm tra lại này, bây giờ tôi sẽ xóa thử này, bây giờ tôi sẽ xóa thử nhé, show nhé, và tôi làm dùng này là print này, in ra này. Rồi, tôi print ra, tôi biết là xóa phần tử đầu tiên nhé, xóa phần tử. Phần tử đầu tiên kiểm tra có đúng không ạ? Xóa phần tử đầu tiên nhé. Xong tôi dùng lệnh là delete này. Delete first này. Đấy. L. Và tôi show lại. Xong lại cái L. Kiểm tra xong đúng nhé. Đấy, như vậy là sau từ đầu tiên tôi còn lại là 20 năm này, nó xóa đến từ đầu tiên là 100 này. Đấy, được chưa? Đấy, nhưng đây là cái bài, những cái bài mà rất đơn giản nhất. Bây giờ tôi sẽ viết lại cái hàm length. Cái hàm len của cái đây cái hàm len là viết cái dạng là như này, nhưng mà tôi viết lại cái hàm len này vào bên trong lòng cái này, cái thức này thì tôi sẽ nói luôn này. Chúng ta biết rằng ở trong Python thì nó có một cái hàm là hàm len. Cái hàm len là hàm rất là cái hàm hệ thống, nó dùng để cái hàm ở trong Python này. Chúng ta chú ý là nó có cái nó có cái hàm len. Có cái hàm len dùng để tính độ dài của các dãy gì đó, thì chúng ta có thể ở trong Python cho phép chúng ta viết một cái phương thức mà nó thỏa mãn cái hàm len này, nó là tôi gọi là mô tả chính cái hàm len này, thì là viết như sau. Tôi mô tả luôn cái hàm này. Thì tôi làm như sau đây, chúng ta sẽ viết như sau, chúng ta sẽ viết nhé, viết này để mô tả để dùng cái hàm len thì chúng ta viết sau, chúng ta dùng hàm này hai gạch dưới len. Đấy, hai gạch dưới. Đấy. Cái này chính là cái hàm len đấy. Đó. Đây này. Cái hàm cái hệ thống của nó là hai gạch dưới xong len, hai gạch dưới, thì cái hàm này chính là cái hàm hệ thống của bất cứ một cái đối tượng nào, nó thay thế để khi chúng ta sử dụng cho nó bên ngoài chúng ta dùng cái hàm len. Đấy. Được chưa? Thì cái hàm này chính là hàm tính độ dài, mình chỉ copy lên, tôi copy lại. Cái hàm len đây này. Đó, bây giờ copy cái này. Để copy cái này lên trên này là xong. Đó. Tính độ dài của cái này. Đây, để copy vào đây. Thay cái L bằng cái cell. Đấy, được chưa? Thay cái này bằng cell. Cell. Yeah. Đấy, được chưa? Đấy, như hàm len này. Và bây giờ tôi có thể hoàn toàn tôi dùng được cái hàm đó nhé. Tôi kiểm tra thử xem này. Đây. Để viết vào đây nhé. Đây, tôi cho các bạn hình dung nhé. Tôi copy vào đây. Print. Độ dài danh sách là tôi viết cái hàm len này. Đấy, hàm len nhé. Hàm len này là đấy. Được chưa? Như vậy là tôi sau khi show tôi viết luôn cái hàm len. Nhưng mà cái hàm len này của tôi không phải là hàm len mà tôi tự viết ra, mà đây là cái hàm len hệ thống của Python. Đấy, thì đây là cái các bạn làm cái mẹo rất là hay, như để chúng ta dùng sau này ở trong rất nhiều chương trình chúng ta dùng cái này. Đây này, biết tôi con trò đâu rồi, chạy thử nhé. Hiện nó vẫn ra là giờ chắc là 9 này. Đó, 9 này, chỗ này chính là cái hàm len này, được chưa? Được rồi, như vậy là cái hàm len. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục một cái rất quan trọng là tôi muốn hiển thị ra các cái phần tử của cái hiện ra cái hàm show này. Cái hàm show là cái hàm mà tôi để dùng để mà hiển thị ra các phần tử, các cái khóa của
SQL, nhưng mà tôi muốn bây giờ tôi có thể gặp cái này khác không, tôi muốn là dùng cái hàm hệ thống nào đó mà tôi có thể dùng lệnh này này, như tôi muốn như này, nhưng mà tôi muốn là tôi sẽ dùng lệnh này này có được không, cho trước một cái vấn đề nhé, một vấn đề đặt ra này, vấn đề nhé, là cho trước này, cho trước cái danh sách hay là có cách nào để mà có thể hay không sử dụng toán tử in trong hay là tôi biết rồi, tôi biết là for k in l, sao tôi print k ra, print k là được không đấy nhé, được không, thì cái này là chết toán rồi, là làm được nhé. Cái này làm được thì cái tôi chỉ việc biến một cái đối tượng l này ở trong Python thành một đối tượng, là đối tượng dạng tuần tự là được. Đây chính là cái thuộc tính của tuần tự. Đây chính là cái tính chất của đối tượng tuần tự. Tôi nhớ lại cái bài hôm qua, bài hôm trước nhé, tuần tự. Tôi nhớ lại bài hôm trước là một cái các phân loại các kiểu dữ liệu của Python mà là dữ liệu kiểu thùng ấy, thì nó cái mức to nhất là mức thùng là nó hỗ trợ cái từ khóa in nhé. Mức tiếp theo của mức thùng là mức là tuần tự. Tuần tự là hỗ trợ cái từ khóa là for in. Đấy. Đây chính là for in này, for này, in này. Đấy. Tuần tự. Còn bên trong long tuần tự nó là kiểu dãy. Kiểu dãy là kiểu chúng ta có thể truy cập và lấy ra từng phần tử của dãy số. Thì vì chúng ta có thể biến cái sách của chúng ta, liên kết của chúng ta L thành một kiểu dữ liệu tuần tự thì không được, thì ta dùng nó như thay cho cái hàng show vừa rồi đấy. Mình sẽ làm như sau nhé. Thì cái làm như sau, để tôi mô tả các bạn cái hàm đó nhé. Đây. Được không nhỉ? Đây. Thế bây giờ để biến cái kiểu đối tượng dữ liệu L này thành là kiểu dữ liệu tuần tự thì tôi làm như sau. Tôi mô tả trong cái hàm này. Đó. Trong cái hàm này nhé. Trong hàm này tôi mô tả cái hàm sau đây, thì cái hàm sau đây là chính là cái hàm rất quan trọng này, chúng ta nhớ cái hàm mà để cho biến cái L thì chúng ta lại hàm này, hàm gạch dưới này iter như này đó. Đây. Thì hàm này nó sẽ biến nó thành cái chữ iter, chính là iterable, là cái từ tuần tự đấy, là một hàm hệ thống tuần tự. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta chỉ từng phân tử cho chạy trên cái danh sách liên kết đó, sau chúng ta in ra bằng từ khóa là yêu như sau nhé. Chúng ta viết như sau, chúng ta viết là x thì bằng self head nhé. Đấy. Và chúng ta làm như sau, chúng ta là y x khác năng. Chúng ta làm như sau, chúng ta dùng từ khóa là yêu. Như chúng mọc bài đi thơm nhé, dùng từ khóa này này, in này, x key, chúng ta đưa ra, và sau đó chúng ta viết là x bằng x next. Đấy. Thì với cái này thì, với cái hàm này, thì cái hàm hệ thống iter này, nó biến cái đối tượng của chúng ta thành đối tượng là tuần tự. Khi chúng ta dùng lại là for k in l, thì cái for k đó nó chạy, theo cái nó chạy theo đúng cái mà đây có từ khóa in ra, cái từ khóa in là đưa ra đấy, là cái x key đó, các bạn thấy nhé. Và đây là cái hàm này làm rất quan trọng, cái hàm này làm để biến cái đối tượng của Python thành đối tượng là tuần tự. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhé, tôi chạy trên này nhé, tôi chạy lại cái hàm này nhé của chúng ta nhé. Bây giờ đây, bây giờ tôi không dùng hàm show nữa đấy, tôi bỏ show đi, tôi làm như sau. Tôi làm là for k in l đấy. Xong tôi print cả, vậy nó giống như là
khi đó thì tôi thấy là nó sẽ giống L, nó giống như là một cái dãy thôi, như là một cái list này. Nhưng mà rất thuận tiện nhé, thuận tiện để khi tôi làm việc. Nhưng mà đây là một cái để các bạn xem. Hôm trước tôi chưa kịp nói cái ra vì là hôm trước tôi đã ít thời gian quá. Như vậy là cái muốn biến cái L này thành một cái đối tượng mà hỗ trợ lệnh for in. Đấy, for in thì chúng ta dùng cái hàm iter nhé, cái hàm hệ thống iter. Cái hàm rất quan trọng. Mà muốn mà đối tượng của chúng ta nó là gì? Nó hỗ trợ cái hàm len. Hàm đứng dài, chúng ta dùng cái hàm này. Chúng ta dùng cái hàm len này. Đó. Được chưa? Và đây là một cái và tới đây là chúng ta hoàn thiện một cái chương trình hoàn chỉnh. Đây là mô tả cấu trúc liên sắc liên kết đơn hoàn chỉnh. Tất nhiên còn chưa đủ hết nhé. Để cái này tôi nói thêm một chút để chúng ta có những bài tập về nhà đi. Như vậy chúng ta vừa mô tả xong được cái cấu trúc danh sách liên kết đơn rất là rất. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn bài tập về nhà đây. Bài tập để chúng ta phần này cái phần phần danh liên kết này có rất nhiều bài tập nhé. Mà hầu hết bài tập của phần này đều là bài tập mang tính lý thuyết rất là nhiều, mình nó rất là nhiều dạng nhé. Rồi bài tập là như sau này. Làm viết thêm hai hàng sau đây. Viết thêm hai thao tác sau. Mà vừa dưới cái dạng hàm nhé. Dạng hàm và dạng phương thức luôn. Một là cái hàm bị chèn thêm, mà chèn thêm ở cuối. Cái bài vừa rồi, cái lệnh vừa rồi là insert rồi, là insert ở đầu. Bây giờ làm là viết cái hàm sau đây. Cái hàm insert. Mà thêm chữ last vào đây nhé. Last. L, K. Đây cái hàm là gì? Hàm này là chèn. Chèn cái khóa. Chèn cái nốt. Nút. Chèn cái nút với khóa K. Vào cuối của L. Được chưa? Cái hàm rồi là hàm insert đầu, đây là hàm insert cuối. Và cái hàm thứ hai. Hàm thứ hai là cái hàm xóa, xóa cuối. Hàm là delete. Delete last. Đây là. Hàm này là xóa. Xóa đi phần thứ cuối. Phần thứ cuối của L. Thì hàng này hai hàm ra nữa tôi sẽ giải. Thực sự không có thời gian để cố gắng sẽ giải, còn nếu không tôi sẽ giải theo một cách khác nhé. Tôi giải ở một cái buổi khác nhé. Được rồi, như vậy cái vừa chúng ta vừa làm là chúng ta vừa làm một loạt đấy, đó là cái mô hình là giải sách liên kết đơn. Mà trên thực tế người ta hay dùng một loại khác cơ, người ta gọi là sách liên kết kép. Thì như thế nào thì mô tả luôn cho bạn nói nhé. Cái dạng thứ hai là dạng là danh sách liên kết kép là như thế này. Danh sách liên kết kép có nhiều bạn nó rất là thuận tiện hơn so với đơn, mặc dù nó phức tạp hơn. Thì đối với kép như sau, đối với kép là như sau này. Nó vẫn có cái mà vẫn có một dãy các cái nút. Tuy nhiên là chúng nó liên kết theo cả hai chiều chứ không phải là một chiều. Một cái nút này là nó có cái khóa ở giữa, khóa đây, và nó có hai con trỏ chỉ sang cái phần tử ở sau và một con trỏ chỉ sang phần tử ở phía trước. Đó. Thì cái con trỏ sau này là cái hiệu là next, giống như là vân vân, giống như là ở trên, còn con trỏ phía trước này nó kêu là pre hay là previous là trước. Như vậy là mỗi một cái khóa này, mỗi một cái nút này là nó có hai con trỏ, hai cái biến để mô tả chỉ trước và chỉ ra sau. Thì cái phần tử cuối cùng của nó, thì cái nét cuối cùng của nó này nó sẽ chỉ về nôn. Và cái phần tử đầu tiên thì cái previous này nó chỉ về nôn nhé, đều là nôn. Thì như vậy là
Ở đây ta rất dễ dàng để kiểm tra xem một nút này có phải là nút đầu hay không. Một nút là nút đầu tiên của một cái dãy liên kết, khi chỉ khi là cái prefix của nó là bằng bằng null, và một cái nút là nó ở phần tử cuối của một cái dãy, khi chỉ khi cái next của nó là null, nhưng mà nó thuận tiện hơn khi ta kiểm tra. Thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái làm luôn nhé. Như vậy với cái bài này tôi sẽ lần lượt tôi sẽ làm, mà tôi sẽ chỉ viết trên hàm thôi nhé. Tôi viết trên hàm là viết lại cho cái bài này, và tất cả sử dụng viết lại tất cả cái hàm mà ta viết lúc nãy, nhưng mà ở trên sách liên kết đơn mình toàn làm sang sách liên kết kép, và chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Tôi sẽ cũng làm xong hết bìa cần thiết thời gian, làm xong chưa là xong. Đây là cái phần mà liên quan đến tả sách liên kết đơn. Bây giờ tôi sẽ new một cái chương trình mới và tôi sẽ mô tả sách liên kết kép. Tôi copy cái sang tôi làm nó nhanh nhé. Đây, bây giờ tôi copy sang và tôi làm bên này. Đó. Cho nó dễ, tôi sửa tí thôi, không có gì cả. Thì như sau này, với sách liên kết này thì làm như sau. Bây giờ tôi sẽ sửa lại để sách liên kết. Sách liên kết kép nhé. Thực tế chúng ta hay dùng với cái kép và đơn này, và kia có thể là nó sẽ là D, được chưa? D tức là chúng ta nhắc lại một chút đối với cái này một chút thôi. Mình sẽ liên kết kép là như thế này. Các bạn cứ bình tĩnh, cái này nó có nhiều thứ lắm, nên cũng làm từ từ. Cái danh sách liên kết kép là DLL nhé, nó là double linked list nhé, linked list đó. Mà chúng ta sẽ làm cái hai loại, một loại là đơn là SL kiểu như này, một loại là kép nó là DLL kiểu như này, tiện tiện được chưa. Hai cái này nó rất là giống nhau, có thêm cái kép vào nó hơi phức tạp hơn một chút thôi, nhưng mà nó cũng rất là, khi ta hiểu bài nó cũng rất là bình thường. Thì tôi sẽ cùng nhau làm nhé. Mình ta sửa như sau. Chúng ta sửa cái này, ta sẽ thêm vào đây là một cái cell, thêm vào đây là cái previous. Đấy. Vậy là mặc định khi chúng ta tạo ra một nút mới thì cả hai cái con trỏ này đều chỉ là none hết nhé. Chúng ta sửa lại dưới này, sửa lại đây còn là s, mà đây là d, đây là l. Y hệt như vậy. Như vậy nên chúng ta là cũng như vậy, có một con trỏ là hết thôi, nó chỉ vào cái phần thử đầu, chỉ cái nút đầu tiên của dãy đó. Bằng dây đó đều mỗi cái nút bên trong đều có mỗi chút đều có hai con trỏ chỉ ra đằng sau, chỉ ra đằng trước. Cái nút đầu tiên thì con trỏ previous của nó là none, nút cuối cùng thì con trỏ next nó là none. Nhưng mà đấy là trong con trỏ, cái chúng ta hiểu cho nghĩa là C và Pascal thôi, còn trong này nó là một cái biến, hiểu đơn giản là cái biến. Cái Python rất hay, chúng ta có thể cùng lúc chúng ta hiểu có hiểu nó là biến, cùng lúc ta hiểu nó là con trỏ, vì bản thân nó là con trỏ mà, nhưng mà nó viết dưới dạng như là biến, thì nó thuận tiện khi chúng ta làm việc, không phải như là Pascal C, chung là nó khác biệt lắm. Chúng ta phải có một ký hiệu đặc biệt để chỉ cái này không phải là biến, không phải là dữ liệu, mà nó là biến mà là chỉ vào một cái địa chỉ. Vì ở trong C, trong Pascal thì mỗi một cái biến là đồng nhất một cái ô nhớ, thì ô nhớ đó nó có dữ liệu của nó, chính là dữ liệu bình thường, như vậy một cái biến bình thường là ô nhớ của nó là dữ liệu, còn cái biến con trỏ thì cái ô nhớ của nó là lưu địa chỉ của một cái ô khác, của một cái biến khác. Hơi lằng nhằng đấy, nó không phân biệt. Còn ở bên Python nó rất là, mọi thứ nó rất là sáng sủa, thì cái biến là cái lưu, nó là cái tên, nó là một cái không gian tên riêng, còn đối tượng là riêng, và cái biến như vậy là nó trỏ ra một cái tên, là nó trỏ sang cái đối tượng khác nhau nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm nào. Tôi làm lại cái sau nhé, tôi sẽ bây giờ tôi bỏ qua cái này, làm sau tôi sẽ chuyển sang mô tả ngay trên hàm nhé, là trên hàm đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích và chúng ta cùng nhau tôi phân tích nhé. Đây, như vậy là chèn một nút, một cái khóa mới K vào đầu của L, chúng ta làm phải làm cái gì nhé? Tạo ra một nút mới đây nhé. Thì cũng vậy thôi, cái xnet này là nó sẽ phải trỏ sang cái phần thử đầu tiên cũ, là cái cũ, đúng không nào? Đầu tiên cũ, sau đó là gì? Sau đó là cái đây, cái l hết này nó vẫn là cái phần thử đầu tiên, đúng không nào? Phần thử đầu tiên
thì cái e là hết đến đâu, nó phải trở ngược lại là previous sang sang cái thằng sang cái anh sang cái anh chị để nghe cơ. Thế như vậy như sau này chúng ta phải thêm lệnh nữa ở giữa đây là nếu mà cái L hết của nó mà là khác rỗng ấy, thì nó phải trở ngược lại và ít xịt. Người ta có lệnh là if này, if nhá, L chấm hết mà khác rỗng. Đấy, chỗ này có thể nó là rỗng nhé. Đấy, nếu mà L hết mà là khác rỗng ấy thì sao, thì chúng ta sẽ phải trở ngược lại là như sau này. Thì lúc đó là như sau, nếu L hết mà là khác rỗng chúng ta trở như nào, thì L hết này chấm previous bằng x đó, được chưa? Còn sau đó là L hết bởi x gì đây, người ta thêm lệnh này vào đây nhé. Thêm vào đây là cái gì insert đấy, đúng không? Thế quả thời chúng ta không nhỉ? Bây giờ chúng ta không? Vì là cái nếu lấy hết mà nó khác rỗng ấy, tức là cái dễ cũ của nó khác rỗng ấy. Đây là phần thể đầu tiên mà. Cái lấy hết là phần thể đầu tiên, thì nếu mà nó khác rỗng thì nó sẽ phải trở ngược trở lại và trở vào xì. Nên trở vào xì này. Đó, trở vào xì lên. Đó nhé. Sau đó, trở xong rồi chúng ta mới làm lại lệnh đặt lại L hết bằng xì. Đúng rồi, mới trở lại vào xì. Được chưa? Đấy. Để tôi vẽ lại một chút, chúng ta hình dung vào chỗ này nhé. Đây. Đây tôi viết lại cho hình dung này nhé, để chúng ta là như thế này. Đây là hết này, hết nhé, trỏ vào phần tử đầu tiên này. Đấy, ban đầu nếu phần tử đầu tiên thì cái phần previous này nó sẽ bằng năm. Đây là xì của tôi đây nhé, xì đây, xì làm như sau này, xì next này sẽ phải trỏ bằng một cái này đó, được chưa? Tiếp theo, nếu này là rỗng ấy, nếu là rỗng không sao, nếu mà không rỗng ấy thì phần này nó phải cái đất này không phải lăn nữa, mà tôi bỏ đi, tôi sẽ phải trỏ ngược vào đây. Đấy. Nào, sau tôi mình cái câu trỏ này tôi mình trỏ ngược, tôi mình trỏ vào đây. Đấy. Còn cái chuyện này nó luôn là lăn rồi thì không phải làm gì nữa. Đấy. Nên là đây ta phải làm như thế này. Đây. Đây là đúng nhé. Bia lens. Cái len thì không thay đổi, vẫn như vậy, không thay đổi gì cả. Bây giờ ta làm những lệnh này, delete first nhé. Thì như thế nào? Delete first là như thế này. Đấy, cái delete first chúng ta cùng nhau xem một chút nhé. Delete first chúng ta xem lại một chút nhé. Thì nếu mà L hết mà là khác nan ấy, thì nó sẽ trỏ vào đằng sau. Đây tôi làm chữ yên tâm như thế này nhé. Tôi viết lại chữ yên tâm cho nên để biết lại cho nó. Đây biết lại đây. Thì biết là xì nhé, xì này bằng, tức là cái xì bằng L hết này. Next này. Là cái phần tử sau đấy. Phần tử thứ hai đấy, phần tử thứ hai của ông. Là cái phần tử thứ hai sau phần tử L hết nhé. Thì nó phải xóa cái phần tử trước đi. Xóa đi làm như nào? Thì làm như sau, tôi đặt là cái L hết này sẽ chỉ thẳng vào phần tử thứ hai, chỉ thẳng vào xì. Không phải, đúng không? L hết. Đưa một chút nhé. Nó chỉ thẳng vào xì, đúng không nào? Vị trí là phần thứ hai, phần thứ đầu tiên là cái phần thứ đầu tiên cũ là L hết ấy, là tôi bỏ qua, tôi sẽ chỉ thẳng L hết vào phần thứ thứ sau, thấy chưa? Và tiếp theo là nếu mà xì mà khác không ấy, xì mà khác rỗng thì tôi sẽ phải trở ngược trở lại, xì mà khác rỗng thì tôi sẽ phải trở ngược vào gì? Tôi sẽ đặt nó bằng cái sau đó tôi phải trả, tôi phải đặt nó bằng năm. Easy, mà thế nó hơi phức tạp một chút không? Nhìn đây là cái lệnh đó nhé. Nhắc lại này, tôi đặt cái easy là cái phần tử thứ hai,
phần tử thứ hai nhé, nó có thể là rộng. Thì cái L hết là đây là phần tử đầu tiên, là tôi sẽ nó chọn vào phần tử đầu tiên, mà bây giờ tôi chọn sang thẳng phần tử thứ hai luôn, mình bỏ qua phần tử đầu tiên, mình là xóa được phần tử đầu tiên đi, được chưa, loại ra rồi. Thì phần cái phần tử x này này, nếu mà nó khác khác rộng ấy, thì trước kia thì x x previous nó sẽ chọn vào phần tử đầu tiên, bây giờ phải loại đi, đặt bỏ không, đặt bỏ nào, delete first, được chưa. Bây chúng ta sẽ làm thêm một cái lệnh nữa là lệnh gì? Không, delete nè. Delete first nhé. Cái này thôi, đúng không? Cái hàm len này tôi giữ nguyên nhé. Bây giờ tôi viết lại cái hàm này ở trên này. Để chúng ta tự hình dung nhé. Tôi viết lại là cái hàm delete first nhé. Tôi copy xuống dưới đây thôi. Làm insert nhé. Insert tôi sẽ copy cái này. Bên trên này, trên phần tử đầu tiên, đây cái hàm insert đây như này này. Đấy, insert đây nhé. Tôi sẽ copy lại cái này để cho nó thật chính xác. Đây chính là cell này. Đây nhé, đây là cái phương thức nhé. Đó, đăng lại này, tạo một nút x mới để chỉ sẽ chèn vào đầu. Thì cái x nhất này chính bằng là cell nó chỉ vào cái phần tử đầu tiên đây. Đấy, phần đầu tiên như vậy thì nó sẽ phần đầu tiên cũ nó sẽ trở về thứ hai. Nếu mà cái cell hết này mà khác rỗng thì nó phải đặt lại của nó phải chỉ cái period, nó phải trả vào x gì, trỏ một giờ x gì. Và sau đó cái sau hết này nó sẽ cái hết này nó đặt bằng x gì, được chưa? Tôi lại insert, còn là delete first thì đây tôi vẫn là copy ở dưới này lại cho yên tâm nhé. Delete first đây tôi vẫn copy lại lần nữa. Đấy. Delete first đây này, đây này cho yên tâm. Được chưa? Rửa đây nhé. Rửa đây là self. Đây này. Chúng ta cùng nhập lấy chỗ này nhé. Xem lại. Xong đầu tiên này. Yeah. Thì nếu từ đầu tiên đó mà khác rộng thì mới xóa nhé. Đầu tiên là chính là cái này. Là cái con trỏ hết đây này, đúng. Thì tôi gọi x là phần tử thứ hai, phần tử tiếp theo là next. Thì cái phần tử nhất này sẽ phải trỏ thẳng sang phần tử thứ hai đó, để bỏ qua phần đầu tiên, bỏ thẳng vào đây nhé. Sau đó là nếu mà đây chỗ này mình lùi vào nữa, chứ mà phải đây. Mình đúng nhé. Nếu x mà khác rỗng thì nó đặt nó thì là thế chỉ là trước kia là phần thứ hai, nhưng mà sau lệnh này nó sẽ thành từ đầu tiên. Vậy nếu mà nó là khác rỗng ấy, thì chúng ta sẽ phải đặt lại cái period của nó bằng 5. Cái hàm này chính là cái hàm này. Chính là cái hàm này. Đấy, cái hàm này. Còn là giống như nhau, không có gì khác cả. Để tôi chạy thử nhé, xem có đúng không nhé. Chuyện này có không có gì khác. Tất cả là giống như cũ hết. Chạy nào vẫn phải làm được. Thì mà đi trước vẫn làm được. Tôi chưa ghi, để tôi ghi nhé. Ghi là ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2. Như vậy hôm nay tôi cùng các bạn là chúng ta mới chỉ có làm được hai việc, là chúng ta mô tả được hai cấu trúc rất đơn giản. Một cái ví dụ 1 chính là cái danh sách liên kết đơn nhé. Và mô tả dưới cả hai dạng, mô tả cái dạng là dạng phương thức và hai là dạng hàm. Còn ví dụ 2 là đối với sách liên kết kép, đây là L,
thì mô tả cái dạng là danh sách nha, em sẽ thử đúng nó chạy có lỗi không đó, để gửi cho các bạn. Đây là nhé, chưa sửa như này. Đấy. Chậm trễ đấy nhé, là for car in này. Như bên này là sẽ liên kết kép thì cũng như vậy, phần này là phần mô tả các cái phương thức, còn phần này là phần mô tả các cái hàng, một dụ dạng rất đơn giản. Thì phần này là phần có rất nhiều bài tập, thì có lẽ là như này, tôi đề nghị như này, những bài này có lẽ trong tuần sau tôi sẽ có một buổi tôi phụ đạo thêm cái phần này nữa, vì chúng ta không, vì theo lịch chúng ta thì nếu mà dành một buổi, tức là tuần sau làm này thì mất tiền, chúng ta không có thời gian. Tôi sẽ dành một cái buổi nào đó trong tuần sau, tôi sẽ có buổi tôi phụ đạo cho cái phần này, tôi sẽ làm thêm một số bài tập nữa cho các bạn nhuần nhuyễn đi, và cộng cả phụ đạo thêm sửa cái bài tập của phần trước, được chưa? Thôi được, tôi bây giờ thêm một chút nữa cho chúng ta hình dung nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm thêm hai cái bài tập sau đây. Chút nhé, nhưng mà về bài tập nhé, bài tập chung cho cả SLL và DLL là như sau. Chúng ta làm hai cái bài, chúng ta viết hai thêm hai cái hàm nữa. Hàm một là hàm gì? Hàm là insert last L và K, bổ sung nút khóa K vào cuối của L, và cái bài thứ hai là delete last L, là xóa phần tử cuối. Cho cả SLL và DLL, hai cái hàm này viết cho hai cái phương thức này, là hai cái kiểu này là tương tự như nhau. Tôi nói thêm một chút nữa về cái hàm này, chúng ta sẽ phải suy nghĩ nhân rằng làm nhé, để tôi nói gợi ý thôi, là như thế này. Với cả hai này nó không dễ như nãy đâu, nó hơi phức tạp đấy. Đây nhé, đây là hết này, chỉ trỏ vào này hết nhé. Thì muốn mà cái hàm cái bài tập thứ nhất ấy, cái hàm thứ nhất ấy, cái bài tập 1 ấy, ở đây muốn có một tạo một nút mới x gì để chúng ta nối vào đây này. Đó. Thì chúng ta phải tìm cái này, bắt buộc phải tìm cái nút y là nút cuối cùng. Đó. Thì sau đó có thể xóa mà có thể bổ sung vào làm được. Thì cái việc tìm nút y này là nút cuối cùng này, là nút cuối này, tìm này dễ thôi. Thì tìm nút này này là nó mất là on thời gian, nhưng mà cái hàm này là cái hai cả hai cái hàm này bắt buộc phải mất là on thời gian nhé, không phải là on một thời gian. Trong khi đó là hai cái hàm mà chúng ta đã biết ấy, hai cái hàm mà chúng ta đã vừa thiết lập xong, hàm chèn và hàm xóa, chèn vào đầu và xóa đầu đều là on một thời gian. Tôi biết làm chỗ đây để hình dung nhé. Đây, cả hai cái hàm này của chúng ta đều là o một thời gian hết nhé. Đây, hàm insert này, hàm này là o một thời gian nhé, vì rất là nó không có vài lệnh đơn giản nhé. Hàm này nó đúng, nó có 1, 2, 3, 4, 5 lệnh thôi, tưởng mình xuyên suy ra nó là o một thời gian. Cái hàm delete first cũng vậy, nó là tưởng mình trên cái hàm này cũng như vậy, hàm này là thời gian của nó là o một. Chúng ta chú ý là khi chúng ta bắt đầu từ những cái phần này, chú ý là bất cứ cái lệnh nào, một thao tác nào, chúng ta đều phải tính thời gian cho nó hết để xem được tổng nó là bao nhiêu. Thì sau này chúng ta mới kết hợp lại, chúng ta mới tính toán để ra làm được cái bài này cần phải làm cái này, bài này cần phải làm như này, chứ không chúng ta cũng bỏ qua hết cái này là rất nguy hiểm, sau này thì làm sao cái phần sau nó đủ liên quan thuật toán hết, mà ở đằng trước như này thì sau chúng ta sẽ phải chú ý. Thế như vậy chúng ta chú ý là riêng cái bài này này, riêng hai cái bài này là chúng ta sẽ bị như vậy. Thế bây giờ như sau, bây giờ cách giải quyết là như sau. Làm thế nào để cả hai cái hàm này đều là on một thời gian cũng làm được không?
làm được, làm như sau. Tôi sẽ nói phần này là phần nếu có thời gian tôi sẽ quay lại, còn không tôi sẽ chịu bài tập. Để câu hỏi đặt ra là như câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cả hai cái hàm trên đều là O1 thời gian, có làm được không? Thì cái làm như sau, chúng ta sẽ tốn thêm 4 nhớ nữa như sau. Cái làm như sau là chúng ta đây là cái hàm của chúng ta đây. Đây là cái dãy của chúng ta này, cái dãy lên trên cái đây nhé. Thì trong cái bài trước chúng ta đã học cả hai cái SELL và DLL chúng ta đều dùng một cái hàm, dùng một cái biến là biến hết để chỉ vào phần từ đầu. Thì cả hai cái hàm này, hai cái hàm mà xóa trên và cuối chúng ta đều phải tìm phần từ cuối này. Còn ta cần tìm phần từ cuối. Mà tìm phần từ cuối rồi thì mới xóa được, mới chèn được vào. Như vậy là nếu có phần từ một cái con trỏ hết thì chưa đủ. Như vậy lời giải là chúng ta phải thêm một con trỏ nữa. Con trỏ nữa, đây, trỏ vào đây. Con trỏ nữa. Thì con trỏ này chúng ta kiểu là nó đuôi, kiểu là tail. Đuôi. Đó. Đuôi. Thì như vậy là với cái môi mới này là chúng ta sẽ phải thêm một, ngoài con trỏ là hit, có thêm con trỏ tail nữa là đuôi. Thì khi có con trỏ tail và đuôi rồi thì chúng ta chỉ một phát là vào luôn đuôi. Vào luôn cái đuôi này và ra rất dễ dàng xóa và dễ dàng bổ sung. Và như vậy nó chỉ là một om một thời gian thôi. Như vậy là phải chúng ta sẽ phải thêm cái đuôi nữa. Và như vậy là cái giải là như sau. Ý tưởng giải ra điều chúng ta thiết lập là cái cấu trúc như sau. Cấu trúc của DL của chúng ta đấy, hoặc là SL, chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ phải thêm một cái biến đúng con trỏ nữa, mô tả cái đuôi như sau. Ví dụ như class, lấy class nhé, DLL nhé. Và chúng ta có cái def init self 2 chấm, và chúng ta thêm cho một là self chấm hit bằng năm một con trỏ. Đây là con trỏ chỉ vào đầu và con trỏ thứ hai chỉ vào đuôi, theo chèn a bằng năm. Như vậy chúng ta sẽ phải sửa lại một chút trong cái phần mô tả cái lớp mà đây là lời đó, chúng ta thêm một cái biến nữa để chỉ vào cái đuôi. Thì thêm biến bằng điều chỉ vào đuôi này thì vì lập trình nó phức tạp hơn một chút, nhưng mà nó đổi lại là thì làm rất là nhanh. Thì đây chính là lời giải. Thì cái phần này tôi trông tập về nhà với các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đã vượt quá thời gian là chúng ta nghỉ ở đây thôi nhé. Như vậy vừa qua một cái bài đầu tiên là cái bài đầu tiên mình này thôi, nhưng mà thời gian là thời gian chúng ta rất là ít, thì tôi sẽ bổ sung thêm cho các bạn một số các buổi phụ đạo nhé, đạo thêm nữa. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, em chào thầy. Chào thầy ạ. Chào các bạn. Chào thầy. Chào các bạn.